quý vị không phải tu khổ hạnh. Khi ăn không đủ, quý vị sẽ thèm đồ ngọt. Quý vị hãy nhớ ăn đủ nha, đừng quá khổ hạnh, bởi vì quý vị cần ngôi đền này. Quý vị cần nó, quý vị cần nó. Chỉ đừng ăn vì lòng tham và vì ham ăn, nhưng ăn đủ để thân thể của quý vị hoạt động, để có thể dùng toàn bộ năng lượng tập trung vào bên trong. Bởi vì nếu không ăn đủ, thân thể quý vị thèm thứ gì đó, thì tâm trí của quý vị lại bận rộn nghĩ về thức ăn, như thế khó có thể tập trung. Đức Phật và tăng đoàn của Ngài thì khác. Họ sống trong thời đại khác. Thời đó không có ô nhiễm, không nhiều cám dỗ, không nhiều cái gọi là nền văn minh mà có thể làm phiền họ nhiều lắm. Họ không biết xe Mercedes là gì, cho nên họ cũng không thể muốn nó. Tốt nhất chỉ là ngồi trong xe ngựa. Mọi người có thứ đó hoặc cưỡi ngựa. Thậm chí ngựa tốt nhất cũng chỉ là ngựa. Bên ngoài trông giống mọi chú ngựa khác, không cám dỗ quý vị nhiều lắm. Là tăng sĩ lúc bấy giờ, họ phải đi ra ngoài khất thực. Đó là cách thông thường vào thời đó. Nếu không, Đức Phật cũng có thể hỏi xin cha Ngài, Đức Vua, cung ứng cho Ngài và các tỳ kheo của Ngài tất cả nhu yếu phẩm, và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng Ngài không muốn làm theo truyền thống đó, truyền thống cổ xưa của Tăng Ni. Tăng Ni ở Ấn Độ Giáo. Ấn Độ Giáo, họ vẫn còn làm vậy. Họ vẫn đi lang thang khắp nơi để họ không cảm thấy ràng buộc vào bất kỳ nơi chốn nào. Và khi nào có đồ cúng dường thì họ nhận. Nếu không có, họ chỉ nhịn đói. Tôi không biết họ tu pháp môn gì, nhưng nếu quý vị muốn tu khổ hạnh, thì cứ theo cách đó. Nếu quý vị muốn tu pháp môn Quán Âm, thì đây là một pháp môn khác. Khổ hạnh, quý vị phải buông bỏ nhiều thứ. Quý vị phải mặc chỉ một bộ quần áo hoặc tối đa hai bộ, một bộ để giặt, một bộ để mặc. Và quý vị chỉ ăn ngày một bữa. Bất cứ gì được cúng dường cho quý vị thì quý vị ăn. Đó là một pháp môn tu hành khác. Quý vị tu pháp môn khổ hạnh, quý vị cũng sẽ được giải thoát khỏi tam giới. Đó là nhiều lắm rồi, nghĩa là quý vị lên đến cảnh giới thứ tư tối đa. Và có thể ở đó Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân sẽ giúp quý vị từ từ leo lên cao hơn. Nhưng quý vị được giải thoát khỏi tam giới, và điều đó là chắc chắn. Nếu quý vị tu theo pháp môn khổ hạnh của các tăng ni, quý vị không được muốn bất cứ gì, không được cầu mong bất cứ gì, ngoại trừ những gì được cúng dường quý vị. Nếu không cúng dường quý vị, thì quý vị chỉ giữ im lặng, và quý vị không có nhà, quý vị không có một nơi ở thoải mái. Quý vị phải đi nơi nào đó một mình, có thể là một mái nhà tranh nếu có ai xây cho quý vị, hoặc trong rừng một mình dưới gốc cây thì quý vị sẽ được giải thoát. Và quý vị nghiên cứu kinh Phật, luôn nhớ tới Phật. Bất kỳ pháp nào quý vị chọn từ những pháp môn của Phật, quý vị phải làm theo pháp đó, không được làm bất cứ gì hơn. Thật vậy. Nếu quý vị tu pháp môn Quán Âm, quý vị giảm ham muốn, giảm sở hữu, giảm thức ăn của quý vị, thí dụ vậy. Nhưng quý vị không phải tu khổ hạnh nếu không thể. Nếu quý vị, thí dụ, ăn mỗi ngày một bữa và tâm trí quý vị vẫn còn sáng suốt và không luôn nghĩ về thức ăn thì được. Nhưng nếu tâm trí quý vị vẫn còn thèm thức ăn thì xin đừng, bởi vì quý vị không thể tập trung. Và vì điều đó, axit trong dạ dày sẽ làm hư ruột của quý vị hay gì đó bên trong, và quý vị sẽ tự làm mình sinh bệnh, hiểu không? Hiểu hay không? Dạ hiểu. Đừng nói là tôi không cảnh báo quý vị. Chỉ là đừng dùng quá nhiều để hưởng thụ, mà để sống và làm an tâm trí của mình thôi. Xa lộ tốc hành. Vấn: một người tu pháp Quán Âm có thể được vào cổng thiên đàng trong lúc còn sống không? Sư phụ: có, vào được trong lúc thiền.
Dù thế nào, người tu pháp môn Quán Âm đạo đức và thành tâm, có nghĩa là tu pháp ánh sáng và âm thanh siêu phàm nội tại, sẽ đi xa lộ tốc hành, VIP với sư phụ khi quý vị giảng sanh. Sẽ không bị kiểm tra di trú, không kiểm soát thẻ thông hành, không gì cả. Quý vị chỉ đi qua, như đại sứ vậy. Họ đi qua, hoặc nhân viên sứ quán đi qua phi trường không bị vấn đề gì. Lối VIP đặc biệt, khác, đúng vậy. Vấn, sư phụ, mục đích của những cổng thiên đàng hay địa ngục có công dụng gì cho chúng sinh của thế giới này? Sư phụ, bởi vì đây là một thế giới có điều kiện, đây không phải là thiên đàng, cho nên có sự trừng phạt cho hành vi xấu hoặc hành động ác hoặc tội lỗi và sự ban thưởng cho hành động tốt và đạo đức. Đó là để thanh lọc phẩm chất tốt và xấu, để phân loại và chọn lựa tùy theo đó và giữ chúng sinh đến hành tinh hoặc những cảnh giới tâm linh tương ứng khác nhau sau khi khảo duyệt để họ sống ở nơi xứng đáng, địa ngục hay thiên đàng hoặc cảnh giới thấp hơn. Dẫn, khi rời khỏi thân thể, linh hồn từ khắp thế giới có phải đi đến cổng thiên đàng hay địa ngục đó hầu để tiếp tục không? Sư phụ, có, họ phải đi. Sẽ có những thông đạo khác nhau sau cổng ngõ từ địa cầu này, tùy vào công đức của mỗi người hoặc mỗi chúng sinh và đẳng cấp tâm linh. Ngoại trừ hành giả Quán Âm, tu pháp quán ánh sáng và âm thanh siêu phàm nội tại, nếu họ tinh tấn và đạo đức, thì sư phụ và thiên thần sẽ đến can thiệp và dẫn họ đi thẳng lên thiên đàng. Thiên đàng khác, ở đâu, tùy vào trình độ tu hành của họ. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Chúng ta như cuốn sách mở. Bất cứ điều gì chúng ta nghĩ hoặc cảm nhận bên trong, cả vũ trụ đều biết. Các thiên đàng đôi khi cũng báo cáo với tôi. Họ nói rằng tất cả đệ tử của ngài thương ngài, như hôm nay chẳng hạn, và ngày hôm qua họ thiên đàng đã gửi thông điệp đến các nhân viên truyền hình vô thượng sư rằng họ thiên đàng thật sự yêu thương và kính trọng những gì họ đang làm. Chúng ta như cuốn sách mở thật vậy. Họ nhìn thấu tất cả chúng ta. Vì vậy, nếu quý vị đến đây thật sự vì thăng hoa tâm linh, họ biết. Quý vị chịu trách nhiệm cho mọi thứ quý vị làm, cho kết quả của mọi việc mình làm. Không còn ai để đổ lỗi nữa. Hãy thành tâm, thì quý vị sẽ nhận phần thưởng mà mình không thể nghĩ bàn. Và quý vị sẽ có thể nghiệm tốt bên trong. Cuộc sống của quý vị được cải thiện. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chúng ta phải luôn cảnh giác. Dấn, sau khi sư phụ đã nâng một người lên thành thánh nhân đẳng cấp thứ năm, có thể nào người đó vẫn có những phẩm chất như ganh tị, ngã chấp, mong ước quyền lực, hoặc những phẩm chất thấp kém không được ưa chuộng, có thể bất lợi cho việc của Thượng Đế? Sư phụ, có, vẫn có nhưng ít hơn. Rất rất ít và rất vi tế trong sự kiềm chế. Dưới sự kiềm chế. Đó là vì linh hồn thăng hoa, nhưng DNA, thân thể và tế bào vẫn ở chức năng thường lệ. Nhưng người ở đẳng cấp cao hơn, họ có thể kiềm chế hữu hiệu và không để nó chi phối cuộc đời họ. Hơn nữa, không phải tôi đã nói rằng dù lên đến đẳng cấp thứ năm, quý vị vẫn còn 1% ngã chấp. 1% không là bao nhiêu, nhưng đôi lúc vẫn có thể lóe lên một chút. Cứ kềm chế nó vậy thôi. Đồng thời, dù ở đẳng cấp thứ năm, quý vị vẫn còn sống trong đời này và ảnh hưởng của nghiệp quả thế gian vẫn có thể gây hại quý vị. Vì vậy, chúng ta cứ phải cảnh giác. Và ở đẳng cấp thứ năm có nhiều lực lượng hơn để vượt qua chướng ngại và rắc rối hoặc thói quen. Chúng ta phải đặt ưu tiên. Chúng ta chỉ có 24 tiếng một ngày. Chúng ta phải đặt ưu tiên, điều gì phải làm trước và rồi điều gì là quan trọng hay không quan trọng. Nếu không quan trọng thì thôi đi. Ngay cả câu hỏi không quan trọng, đừng hỏi. Công việc không quan trọng,
đừng làm. Nơi chốn không quan trọng, đừng đi. Chuyện không quan trọng, đừng nói đến. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ có thời giờ. Không bao giờ có thời giờ. Đúng là đôi khi người ta đến quấy rầy khiến chúng ta bận rộn những chuyện không đâu. Cho nên phải biết lúc nào nên từ chối. Nói với họ, chừng nào? Quý vị nói, xin lỗi, tôi có chuyện phải làm. Thật sự là vậy. Bởi vì nếu không có gì làm, thì quý vị đi ngồi thiền. Đó cũng là làm điều gì đó, và là công việc quan trọng nhất trên đời. Đôi khi vì bận rộn chúng ta thậm chí phải hy sinh điều đó. Cho nên bất cứ lúc nào, nếu có ai ở quá lâu hơn sự hoan nghênh của mình, hoặc nói chuyện không đâu, phí thời giờ của mình, cứ nói xin lỗi, tôi thật sự phải đi. Đi đâu? Đi vào nhà tắm. Thiền. Nếu họ ngồi ở phòng khách thì quý vị đi vào nhà tắm. Có thể leo ra cửa sổ đi đâu khác. Đôi khi người ta không chịu để quý vị yên hả? Và đôi khi người ta đến với danh nghĩa giúp đỡ quý vị, nhưng họ tạo thêm rắc rối. Cứ đến để lẩn quẩn, hỏi chuyện không đâu, và làm hư những gì quý vị đang làm. Rồi quý vị phải làm lại. Đủ loại người cả. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thường Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thường Sư.